nội thất. Trang trí nội thất. Dạ. Bạn đã thiết kế được nội thất nào chưa? Dạ, làm những cái đồ án thì làm chung cư, biệt thự, rồi bảo tàng. Nhưng mà tính cách của bạn là làm chung cư hay là biệt thự hay là bảo tàng? Em thích làm về bảo tàng hơn. Về bảo tàng hơn đúng không? Dạ. Bảo tàng thì nó vẻ cổ điển một xíu hơn. Dạ không, như đồ án vừa rồi em làm bảo tàng nghệ thuật đương đại, làm những đường nét hiện đại. Bạn rất thích những đường nét hiện đại. Dạ, đúng. Hôm nay là bạn đến phim trường với những ai? Dạ, với bạn bạn thân và chị của em. Bạn bè của bạn, Thanh Thủy. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Xin chào anh Hiền Linh. Chúc bạn ngày sinh nhật thật vui vẻ, thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh. Bạn đang làm nghề gì? Nhân viên tư vấn. Nhân viên tư vấn? Dạ. Ở đâu ạ? Ở trường đào tạo tài năng. Trường đó nằm ở đâu bạn? Nằm ở địa chỉ là 49A Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh. Và chuyên môn đào tạo những tài năng? Dạ. Bạn có thể tư vấn cho tôi vào học trường đó không? Dạ được ạ. Nhưng mà bây giờ anh Quyền Linh qua cái tuổi học là sao em tư vấn được? Nhưng mà anh học về cái ngành khác thì em có thể tư vấn được. Ủa mình già, cần học đi học. Bạn không nghe nói là học đi em, học đi mà nhớ mãi quê hương ta liền một dạy. Càng già càng học, đâu có sao đâu. Dạ. Học chừng nào mình trở thành tài năng thôi. Dạ. Được chứ bạn? Dạ. Bạn tư vấn cho tôi. Dạ, cái trường của em là chuyên đào tạo về cái ngành là công nghệ thông tin, anh văn và tư vấn du học. Cái đó tôi học được. Dạ. Mai mốt đặc biệt là tư vấn qua đi du học Hoa Kỳ. Nếu mà anh thích hoặc muốn, em sẽ tư vấn cho anh. Thôi tôi thích học ở Việt Nam hay hơn. Học Việt Nam hay lắm. Ở Việt Nam có những cái mà tất cả các nước khác không bao giờ có được. Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ, hôm nay em đến tham dự chương trình là có người thân của em, gia đình. Bà nội, bố mẹ và ông xã của em. Bà nội, bố mẹ, ông xã. Dạ. Xin chúc cho bạn một ngày thật là nhiều may mắn và thành công. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào anh. Chào anh. Một cái tên rất ấn tượng. Dạ. Tình Nải Sòi. Dạ. Ủa Sòi là S-O-I hay là I-A-O-R-I? Dạ, S-O-I. À Sòi chứ không phải là Xoài đúng không? Sòi. Tên Xoài nghe chắc ngọt lắm. Mà thường chắc bạn bè gọi là Xoài không à? Dạ. Chứ đâu có ai gọi Sòi, Sòi, Sòi. Gọi Xoài. Xoài không à? Dạ. Anh là người Hoa. Dạ, em người Hoa. Anh có thể chào khán giả một câu tiếng Hoa không? Có thể mình chào khán giả bằng tiếng Hoa. Cao chuyện qua khăn gì? Là gì? Là kính chào quý khán giả. Trời ơi, bây giờ nó ngược vậy đó hả? Kính chào quý khán giả. Anh mới nói lên là anh vừa lập gia đình. Dạ. Anh thích con đầu lòng là con trai hay là con gái? Vợ em đẻ con gì em thích con đó. Để con nào cũng là con đúng không? Dạ. Con trai cũng là con, gái là con. Nói chứ con gái cũng dễ thương lắm nha. Dạ em. Còn con trai lại càng tốt, không sao cả. Hôm nay bạn đến với ai? Dạ em đến với bà xã của em. Bà xã và gia đình của bạn. Xin chúc cho bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh và cảm ơn tất cả các khán giả đến cổ vũ cho trò chơi chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn bạn. Dạ. Và như vậy chúng ta đã giao lưu gặp gỡ 3 thí sinh trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật ở vòng 1. Ở vòng 1 thì 3 thí sinh sẽ trả lời 3 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ nhận được 5 điểm. Và sau khi kết thúc hai vòng thi, thí sinh nào có số điểm âm càng cao, thí sinh đó sẽ có cơ hội đến với vòng đặc biệt. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho 3 thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Vòng 1 sẽ có 3 câu hỏi. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đang quên ở nơi vắng xa. Em vẫn xin chào các bạn, những khán giả của chương trình chúc mừng sinh nhật và đây là CD mới nhất của Song Giang. Song Giang xin cảm ơn các bạn, những người đã luôn ủng hộ Song Giang qua những thời gian qua. Và hôm nay Song Giang có một câu đấu nho nhỏ đối với các bạn, đó là nếu các bạn biết năm nay Song Giang 30 tuổi. Ca sĩ trẻ Song Giang với album mới nhất đó là Nửa Vầng Trăng.
Giờ đây thì ba thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách là đoán tuổi thí sinh của chúng tôi, ca sĩ Song Giang. Xin mời quý vị đưa ra con số dự đoán. Bao nhiêu ạ? 20. Bên kia bao nhiêu? 25. Bên kia? 22. 24. Bạn Thanh Thủy 24. Bạn Thanh Tuyền 23. Và Tình Nải Xoài 28. Xin mời ca sĩ Song Giang. Năm nay Song Giang đầu 2 và đuôi không còn mềm mãi nữa các bạn ạ. 29 tuổi rồi. Câu hỏi thứ hai bắt đầu. Một thành viên của nhóm hát 1080 nổi tiếng ngày trước, Dân Quang Long, khẳng định con đường hát solo của mình khá thành công. Xin hỏi hình này ca sĩ Dân Quang Long chụp lúc bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Vân Quang Long. Tiếp tục ba thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách đoán tuổi của ca sĩ Vân Quang Long. Xin mời quý vị đưa ra con số dự đoán ạ. 30. 35. Bạn Thanh Thủy 27. Bạn Thanh Tuyền 29. Và một lần nữa thì anh Tình Nải Xoài lại là con số cao 30. Ca sĩ Vân Quang Long bao nhiêu tuổi? 29. Thấy chưa? Quyền Linh nó trẻ hơn mà. Trẻ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Xin kính chào quý vị khán giả. Mạnh Hùng có một câu hỏi dành cho quý vị khán giả là: xin hỏi quý vị khán giả, Mạnh Hùng năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Diễn viên sân khấu và điện ảnh Mạnh Hùng, anh xuất thân từ trường nghệ thuật sân khấu 2. Chúng ta thử đoán xem diễn viên Mạnh Hùng là bao nhiêu tuổi ạ? 40 hả? 35. Bao nhiêu à? 38. Và Tình Hải Thòi 35. Tại sao bạn Thanh Tuyền lại là cho là 38? Anh đóng phim rất là nhiều, lần mà em xem rất là nhiều lần nhưng mà em đoán, em không nhớ rõ năm sinh nhưng mà nói cái tuổi anh chính xác có thể là gần 38 tuổi. 38. Và bây giờ xin mời Mạnh Hùng. Xin bật mí cho quý vị khán giả biết là Mạnh Hùng năm nay được 35 cái xuân xanh rồi. Chúc các bạn nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Chúng ta vừa kết thúc vòng 1 với 3 câu hỏi dành cho 3 thí sinh. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho anh Tinh Nãy Xoài là có người có số điểm âm cao nhất. Chúc mừng anh. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em. Xin hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Vẫn là những câu hỏi và ba thí sinh sẽ đoán tuổi của các vị khách mời. Nhưng lần này khó hơn là không phải đoán một vị khách mời mà có khi đoán cả gia đình của vị khách mời đó hoặc những người bạn với vị khách mời đó. Ở vòng 2, nếu như thí sinh đoán chính xác một câu hỏi, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 bắt đầu. Đây là ca sĩ Triệu Quang. Phong cách khá ấn tượng của anh là cầm guitar hát những bài sóc sôi nổi. Đây là hình chụp chung với nữ ca sĩ Minh Thư trong chương trình Thế Giới Billboard 2006. Xin hỏi lúc chụp hình này, tổng số tuổi của hai người là bao nhiêu? Ca sĩ Thiều Hoàng và Minh Thư. Chúng ta hãy cộng xem. Chắc chắn rằng đây là một hai người rất quen thuộc của chúng ta và chúng ta đã đập nhớ rằng chúng ta đã gặp rồi và đã hình như cũng đã biết tuổi một trong hai người. Xin mời khán giả. 52. 40. 40. 50. 45. 60. 46. 64. Xin mời Thanh Thủy. 50. Bạn Thanh Tuyền cũng 50. Tình Nãy Xoài 46. Nãy giờ không bao giờ anh giống như hai người bạn gái. 46. Em biết là Minh Thư năm nay 22 tuổi và Triệu Hoàng hình như là 24, 23 gì đó. Mà em nghe khán giả cổ vũ 46. Triệu Hoàng và Minh Thư cộng lại bao nhiêu tuổi? 47. Chúng ta đến với câu hỏi số 2, cũng là câu hỏi cuối cùng, cơ hội cuối cùng của ba thí sinh. Ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây? Nếu như chúng ta có số điểm âm càng cao thì cơ hội đến vòng đặc biệt càng lớn. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Mai Mai. Mai Mai xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ nha. Bây giờ là câu đố của Mai Mai.
Mai Mai và em Mai Mai. Cộng lại là bao nhiêu tuổi? Xin mời quý vị. 13. Đưa tay lên. 12. Thanh Thủy 13, Thanh Tuyền 15 và anh Nải Sòi 12. Ai cũng căng mắt nhìn xem số tuổi hiện thực của Mai Mai và em Mai Mai là bao nhiêu? 10. Chúng ta sẽ biết ai là người đến với vòng đặc biệt. Anh nghĩ thế nào? Em rất là vui. Rất là vui. Hồi hộp nhiều quá. Dạ. Bây giờ Quỳnh Linh nói luôn, anh là người sẽ có cơ hội nhận được giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Và như vậy là hai bạn gái của chúng ta, mỗi người sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng và giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng. Dạ. Xin chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra được thí sinh đến với vòng đặc biệt. Xin chúc mừng sinh nhật cho cả 3 thí sinh và chúc mừng sinh nhật cho tất cả những người sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật. Happy, happy, happy. Vậy chúng ta cùng nhau chúc mừng cho anh Tinh Nải Sòi, 32 tuổi, sẽ đến với vòng đặc biệt của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và ngay bây giờ anh sẽ quay 3 vòng quay để tổng số điểm lại là 32. Anh xin nhận ngay giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Hôm nay là gia đình anh rất là mừng đang ngồi dưới đúng không? Có mình vợ em không à? À vợ à. Anh sẽ quay 3 vòng quay. Dạ. Và vào bất cứ ô số nào, nếu mà cộng lại với nhau thành 32 thì anh sẽ nhận giá trị là 50 triệu đồng. Vòng quay đầu tiên, nếu anh quay vào số 3 hoặc số 2, anh sẽ nhận ngay giá trị tiền thưởng là 1 triệu đồng. Vòng quay số 1, bắt đầu. Giờ đây thì tôi nghĩ rằng con số 3 và con số 2 đang nhảy múa trong đầu anh. Em nghĩ là con số 2. À, nghĩ là con số 2 đúng không? Số nào cũng đẹp cả, số nào cũng có giải thưởng 1 triệu đồng. Nhẹ quá. Số 0. Trở về đúng số 0 ban nãy. Tiếp tục, vẫn là vòng quay thứ hai. Và nếu như số 2, số 3 anh vẫn nhận được 1 triệu đồng, xin mời anh. Lần này thì vẫn là 3 cơ hội nhận được giá trị giải thưởng 1 triệu đồng. Số 3 cũng được và số 2 cũng được. Anh vẫn có 3 cơ hội. Hồi hộp. Chờ đợi xem hai con số may mắn đối với anh Tinh Nải Sòi. Số 2 hoặc số 3. Lại trở về con số 0 rồi. Con số 12. Anh quay đúng như hồi nãy, đúng cái lực hồi nãy. Vẫn số 12, không có may mắn nào cả. Và may mắn vẫn còn nằm phía trước. May mắn sẽ dừng lại ở vòng quay thứ 3. Bây giờ thì hai vòng quay, lần đầu là số 0, lần 2 là số 12. Anh đang có 12 điểm. Và bây giờ anh sẽ quay đúng số 20 thì mới được 32. Nhưng vòng quay không có 20. Chương trình sẽ tặng cho anh những thẻ may mắn tương đương với số 20. 1 số 20, 2 số 20. Anh sẽ đặt bất kỳ ở vòng quay, bất kỳ số nào. Nếu như kim chiếc bánh sinh nhật dừng lại ở thẻ may mắn này, anh sẽ nhận giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng với 2 cơ hội. Anh thấy ít hay nhiều? Quá ít. Ít cơ hội. Đây, sẽ tặng anh một thẻ may mắn nữa, một cơ hội nữa. 40 triệu. Và giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Được chưa? Chưa. Chưa được. Tặng nữa, anh cứ nói chưa được là tặng hoài, tặng tới sáng luôn. Một thẻ may mắn nữa, một cơ hội nữa. Giá trị giải thưởng còn lại 10 triệu. Được chưa? Được rồi hả? Đây còn nhiều nữa tặng luôn này. Anh nhận cái này thì anh khỏi nhận giải thưởng mà nhận những tràng pháo tay không? Em trả lại. Trả lại. Anh sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Dạ. Xin mời anh, đặt bất cứ vào ô số nào.
số 0. Anh đặt vào số 0. Số 9, số 4, số 14, số 6. Nếu bây giờ thì anh đổi ý cũng vẫn còn được. Ngoài giải thưởng của chương trình ra, anh còn sẽ nhận được 3 món quà này. Nếu anh không quay, 3 món quà này là 3 cái giá trị giải thưởng khác nhau. Một hộp là 1 triệu đồng, một hộp là 10 triệu và một hộp này nè là một tràng pháo tay. Anh quay. Anh thích quay. Phi luôn mạo hiểm. Chúc anh thật nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn Quyền Linh. Và bây giờ anh Tình Nãy Sòi sẽ quay vòng thứ 3 để đi tìm giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Xin mời anh, bắt đầu. Sắp xong. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trải qua 2 vòng thi, thí sinh Tình Nãy Sòi đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và anh đã quay 2 vòng quay. Đây là vòng quay thứ 3. Anh đã chọn giải thưởng là 10 triệu đồng với 4 thẻ may mắn của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và giờ đây, chiếc máy sinh nhật dần dần dừng lại. Không biết nó sẽ dừng lại thẻ may mắn nào đây. Có đây rồi, 10 triệu đồng đang đến rất gần với anh. Thôi. Tôi hồi nãy tôi đã cảnh báo anh rồi. Tôi nói là anh một là anh đặt đừng đặt xa xa quá. Nãy giờ anh quay 2 vòng ngay số 0 thì anh sẽ đặt gần gần thôi. Số 4 nè, số 1 nè, rồi số 9 nè, rồi số 14. Nếu như vậy thì cái cơ hội càng nhiều hơn. Dù sao nữa thì cảm ơn anh đã đến tham dự chương trình này. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: xin cảm ơn ba bạn đã đến tham dự chương trình và chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Thay mặt cho nhà tài trợ Vinaphone xin tặng một phần quà bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật những người nào có sinh nhật trong tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào. Happy, happy, happy.